Hello, chào tất cả anh em. Thì mình lại rất vui quay trở lại với anh em để phục vụ cho những anh em những clip giải trí hàng ngày. Ngày hôm nay mình quay trở lại với anh em và một cái nội dung hoàn toàn mới và đặc biệt. Cái này thì mình cũng đã làm rồi nhưng mà hôm nay thì hoàn toàn mới anh em nhá, hoàn toàn khác biệt luôn. Anh em biết là khi mà ăn event bên Vinagame và ăn event bên Bảo Lậu ấy thì thường cái vật phẩm anh em ra thì nó tạp nham với cả toàn là đồ vớ vẩn đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ ăn event với một nội dung hoàn toàn mới và nó hoàn toàn là những cái vật phẩm vô cùng là giá trị nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 anh em ạ. Đấy, ví dụ như là Thiên Môn Kim Định, à không phải, Đại Định Hồn, Tiểu Định Hồn, cũng 7, 8, Quân Công Vinh Dự, và toàn là những vật phẩm giá trị. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ test luôn. Đây là tháng 3, sự kiện đó chính là Quốc tế Phụ Nữ anh em. Và trước khi đến với sự kiện Quốc tế Phụ Nữ ngày hôm nay thì mình, trước khi đến với nội dung chính của ngày hôm nay thì mình làm tí này cho nó mới vẻ anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ có ngân hộ phù. Đây, anh em có thể thấy đây. Cái bản này là bản 2013-14, đúng không ạ? Thì nó có sự xuất hiện đá quý, cái này mình không nói. Thiên Môn Kim Lệnh, Thiên Căng Lệnh không nói này. Tẩy Tâm Lâm này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Tẩy Tâm Lâm. Và đặc biệt anh em kéo xuống nhá. Có Hoa Sen này, có Long Mã này. Bây giờ mình sẽ làm luôn cái Long Mã. Đấy. Đá quý cấp 5 này. Anh em nhìn thấy chưa? Đặc biệt đó là trang bị ở đây, đó là Tẩy Tâm 6 liên lô 6. Mặc dù là Tẩy Tâm 6 liên lô 6 trang bị kim xà 6 thì bản 2013-14 đã xuất hiện chưa? Chưa xuất hiện anh em nhá. Nhưng bây giờ đã có rồi, bây giờ thì mình sẽ nghịch luôn. Đây mình sẽ cho số lượng đó khoảng 10.000 cái đi. Nhà có điều kiện kim hổ phù mà. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Kim hổ phù rất nhiều nhá. Bây giờ mình sẽ đổi luôn. Sẽ đổi ở đây nó có cả con để mình làm con Long Mã cưỡi cho nó đẹp. Long Mã tầm 6.000 cái kìa anh em ạ. Nội công cái gì đây? Cái gì đây? Và anh em có thể thấy. Sao nó chạy chậm thế? Nội công tăng 134 điểm, gần cốt tăng 134 điểm, giảm sát thương bạo kích. Đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Cái này không có tốc độ di chuyển, cái này kiểu ông mod thôi. Mod tốc độ di chuyển anh em ạ thì sẽ ok. Bây giờ thì tiếp tục này. Mình sẽ nhận thêm 10.000 cái nữa. Rồi, có chưa nhỉ? Ok anh em. Bây giờ mình sẽ đổi lấy cái này nhá. Túi kim xà 6 này. Rồi, tăng kiếm anh hùng thiếp này. Thất Bạch Kỳ này, quay. Đổi luôn. Còn ám ảnh đồ phổ chứ. Sau đó trên đây ghi là Hách Bạch Kỳ, mà sau khi đổ ra mảnh đồ phổ hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến trưởng môn nhận được cái gì đó rèn lưu, không quan tâm anh em ạ. Ở đây có Hỏa Phụng Linh này. Phụng Linh này anh em, tí nữa mình sẽ dành, mình sẽ úp trang bị bóng tướng quân này. Không được rồi. Này sao lại không có nhỉ? Kỳ lạ. Tiếp tục nghịch nha anh em, để thử xem đổi có được kim sạt 6 không. Ở đây nó ghi là Thôn Nguyệt Lệnh này anh em, có cả Uy Hổ Hồn luôn anh em ạ. Thì nói chung anh em dễ hiểu như thế này. Bản 2013-14 lại có cả Uy Hổ Hồn thì nói chung là nó sẵn có ở trong file của Lâm 2 rồi anh em ạ. Anh em hình dung là như vậy. Kể cả kim xà 7, kim xà 8 nó cũng kim xà 7 hay là trang bị Chu Tước, kiểu anh em hình dung là dễ hiểu là nó đã có sẵn rồi. Đấy, kiểu như vậy. Đấy. Cái gì á? Đồ đằng thú hồn cấp à? Fuck, đây ghi là Thôn Nguyệt Lệnh. Cái này nó chưa mod rồi. Tiếp tục nhá. Cho một ít nữa anh em. Đổi lấy Uy Hổ Hồn. Uy Hổ Hồn thì nó ra cái gì đây? Khắc bản hoàn mỹ anh em ạ. À, ra văn sức cấp 3 anh em ạ. Uầy, văn sức cấp 3 nhưng có mở được đâu, đúng không ạ? Này, có mở được đâu. Đấy, văn sức cấp 3 anh em ạ. Một cái phiếu đổi ngoại trang này. Thì nó lại ra cái túi gì đây? Túi văn sức cấp 2 anh em ạ. Vui ghê. Túi văn sức cấp 2. Thì ở đây đây anh em thích anh em có thể đổi sen này. Những cái vật phẩm đây là nó chưa có ấy này. Đây, anh em sẽ tử liên hoa này. Tốc độ di chuyển 120% đây. Đấy, đeo lên là chạy cho nó sướng này. Đấy, được chưa anh em? Rồi, tiếp tục nhá. Tiếp tục. Còn cái gì không nhỉ? Kiếm anh hùng thiếp ấy. Đây nó sẽ hiển thị cái tên nó không đúng anh em nhá. Tên nó không đúng, Thanh Long Hồn cũng không đúng. Cái này Thanh Long Hồn thì đổi ra đây là hộp quà trang sức rồi. Đấy. Mà không sử dụng được. Đây có thú cưỡi Phong Nghê, Tuyết Nghê để giống của Vinagame mày, túi sách kỹ năng 2 kỹ năng 5 mày. Nhưng mà đổi ra thì nó sẽ là cái này này. Đấy. Thiên Toàn này. Thiên Toàn này. Thiên Toàn này mấy cái hiệu 3311 của Vinagame rồi. Đấy. Ok anh em. Ok, đến phần chương trình chính ngày hôm nay rồi. Mình sẽ đi vào trong Thánh Tháp luôn. Vào trong Thánh Tháp luôn để mình
mình xem là cái nguyên liệu, tên nguyên liệu của nó là nguyên liệu gì nhá bạn. Okay, anh em nhá, mình mặc lại đồ đã. Đây, đàm 30k. Bản này thì 2014 cho vậy nó sẽ bị mất đi đàm đấy anh em ạ. Anh em hình dung dễ hiểu là nó sẽ bị giới hạn đấy anh em. Giới hạn dạng đàm đây. Nhà có điều kiện là phải mở bằng thiên một kim lệnh luôn anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ vào trong đây để mình đấy, mình sẽ vào trong đây để mình rất nhanh đúng không anh em. Anh em nhìn tốc này 544 này, đàm 30k này. Đó, trong đây để mình xem cái nguyên liệu đó sẽ là gì anh em nhá. Biết là đi nó có được không nữa. Ok anh em ơi, bây giờ thì mình sẽ mở dương luôn. Dương luôn anh em ạ. Đây, mình sẽ là bìa cứng á. À, nguyên liệu là bìa cứng á. Bìa cứng với cả cái gì, bìa cứng với cả cái gì để mình tí nữa mình ép luôn nguyên liệu cho nó dễ. Đây, chúng ta sẽ có bìa cứng với cả giấy bóng kiếng anh em ạ. À rồi, ok, dễ hiểu rồi. Giờ thì để mình đi nốt ải 2 với ải 3. 371k máu. Đấy, đam 32k này anh em nhỉ. Đấy, có bảo kích nhỉ anh em. 32.517. Ok chưa anh em. Cái này mà khảm bảo kích ngon được. Nếu mình ra mình khảm bảo kích. Đơn giản mà. Chết với ông. Rồi. Này, anh em nhìn thấy không? Giãn cách ấy, sử dụng đồ giãn cách, tác dụng đồ giãn cách. Thả nhất lệnh này. Con chương anh hùng này. Viêm linh ti. Linh ti, ô, thả nhất lệnh luôn này. Ngon ghê. Hãy cuối luôn nhá, sau đó mình mở dương vàng luôn. Mở dương vàng luôn. Dương vàng cho anh em xem. Bảo kích kìa anh em, nhảy cơ mà mầm luôn. Mình đáng nhất là mình chuẩn ra view bảo kích, bảo kích phục thêm nữa. Đánh quái nó nhanh được. Đây. Này hơi lâu rồi. Đây là của hệ phái ngoại anh em ạ. Hệ phái ngoại đi theo ngoại công. Ok anh em ơi, đây mình dậm mở dương, sau đó mình a ra ngoài mình ép luôn nguyên liệu đó là bìa cứng với cả dây bóng kiếng. Cái này thì khi mà mở một dương thì nó sẽ nhận được hai nguyên liệu luôn, chứ không phải một. Nó sẽ nhận được một thẻ hai nguyên liệu luôn. Ok. Đây. Ui, thái nhất lệnh là của Linh Ngọc này. Trời. Ui, x100 này, vãi thái. Trời. Kì. Thái nhất lệnh thì mình thích ép mình có ngay ấy mà. Đấy. Giờ mình sẽ rời khỏi thái nhất tháp. Sao mình tìm mãi file chưa thấy có nguyên liệu nhỉ anh em nhỉ. Để mình chút nhá. Ok đây rồi, mình đã tìm ra code đây rồi. Mình ra anh em ạ. Nó có đầy đủ, cũng nói chung đầy đủ hết đấy. Bây giờ mình để mình xốp đỡ cái chỗ này đi. Cho nó, sau đó mình test event cho anh em xem. Đấy. Xốp đi nhá. Xốp đi anh em ạ. Không để làm gì cả. Xốp con long mã. Đây rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ đầu tiên là nguyên liệu đó là dây bóng kiếng, đúng không ạ? Cần hai nguyên liệu event mà. Đây mình sẽ cho 10.000 luôn. Ở đây thì để xem nào, chế này 10 nguyên liệu mỗi loại cộng với 2 tiêu dao ngọc. Đấy, tức là 4.000 cái thì sẽ là 40k. Đó, nhờ anh em 20k trước đi. Cái trước đấy rồi, chỗ này chỉnh phát là ra đấy rồi, có nguyên liệu rồi. Bây giờ thì sẽ mua tiêu dao ngọc vào trong chế tiêu dao ngọc 53 này, chỉ cần 2 tiêu dao ngọc thôi. Nó rẻ nhỉ, rẻ đúng không? Rồi bây giờ chế luôn 2.000 cái. Ủa, nó nhảy kiểu mẹ gì anh em ạ? Nó nhảy kiểu gì ấy? Bye bye. Tiếp tục này.
chế thêm này, 20.000 cái này. Đấy, rồi, tiếp tục này. 2.000 cái luôn. Bạn không đủ 4.000 tiêu dao ngọc. À đây, đủ ngay. À vẫn chưa đủ cả. Đủ ngay anh em. Cái này nó chế event nó kiểu mẹ gì anh em ạ. Thì nói chung là chế theo kiểu đó là, đây nó nhảy tỷ lệ này. Đấy, nó nhảy tỷ lệ này. Qua mùng 8 tháng 3 này. Qua mùng 8 tháng 3 này. Này, cái hoa mùng 8 tháng 3 nó sẽ ít hơn. Đấy, nó ít hơn rất là nhiều. Tiếp này, tiếp này, tiếp tục ép này. Đấy, giờ bóng kiếng này. À, bìa cứng chứ. Rồi, tiếp tục. Mình ép cho nó đủ 2.000 cái event kia ấy mà. Đúng chưa nhở? Cái 2.000 này, cái này hoa mùng 8 tháng 3 thì vẫn chưa đủ 2.000. Cái này mới có 1.700 thôi. Tiếp tục, cái này cho 10.000 thôi. Cho 10.000 thôi. Rồi, nốt phát khu ấy. 2.500 tiêu dao ngọc. Đây, đục ngay. À quên quên, chỗ này được rồi. Thế luôn anh em nhá, chế luôn. Thế này. Ồ, đục rồi đấy anh em, đục rồi nhờ. À, bây giờ thì đây, anh em nhìn thấy nhá. 2.000 này. Nhận thưởng sử dụng tối đa này. Ơ cái này reset à? 2.000 trên 2.000 này. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ có 2.000 cái hoa với cả 2.000 quà rồi. Đấy, mình sẽ giúp cái này đi này. Bây giờ mình sẽ đi ăn luôn. Đấy, xong đó nhận phần thưởng cuối. Ủa, số 8 đi. Rồi, ăn luôn anh em nha. 8 này. Đấy, ui được bao nhiêu kinh nghiệm này anh em. Được một cái quân công vinh dự lại còn cộng dồn anh em ạ. Đây này, 5 triệu trứng thú này. Đã nhận được đấy, đi ghi 2 triệu nhưng mà hiển thị đây là 5 triệu anh em ạ. Đấy, 5 triệu là thật sự. Ui, để tầm 4 này. Úi giời, anh em nhìn thấy không? Úi giời, thái nhất lệnh kìa. Kinh mạch kìa. Ra cả phụ hòa phụng tinh hoa này. Hòa phụng tinh hoa này. Kinh mạch kim nhân này. Để kích mạch 6 này. Úi giời, mảnh thiên môn này. Để mình ăn mắc xem này được cái gì không. Hay hớm thế nhỏ. Rồi anh em ơi, hôm nọ mình ăn ra được cả cục cộng 7 cơ. Đây rồi, mảnh thiên cang rồi. Mãi mới xuất hiện mảnh thiên cang này. Chả biết là ăn kiểu gì, tỷ lệ ra kiểu gì. Ôi ôi, quân công minh dự lại quá rồi. Ôi rồi, quá kinh khủng anh em ạ. À hay là mình ăn cái hoa 8-3 thì nó chỉ được cái này thôi nhỉ. Đúng không? Úi sợ cục cộng 8 này. Úi sợ, ôi X20 thiên cang lệnh. Anh em ạ, ăn thế này thì mà bên Vinagame hay là bên mấy bản lậu thì có giàu to rồi. Úi xời, 999 cục này, mắc này. Úi xời, mảnh thiên cang này, mắc binh này anh em. Đấy, 2 thiên môn kim lệnh này. Úi xời ơi, thiên cang lệnh 60 rồi này. Bài đài. Méo hiểu kiểu gì anh em ạ. Trứng thú này, trứng thú cao 100 quả này. Bài đài thật sự. Event đúng là event được của nó anh em ạ. Tiếp tục đến test đến kia event này này. Đấy, full 2.000 này anh em, nhận thưởng luôn nhá. Ái xà, nhận được một huân chương anh hùng. Nhận được phun chương anh hùng này, cổ đinh ngọc này, những cả tinh thạch những cái gì này. Đấy, sắc ngoại trang lưu trữ trong tủ áo nhá, thì đó mình sẽ lấy sao. À đây rồi, tôi hiểu rồi, đây, những cái phần thưởng có giá trị đây rồi. Đây anh em nhìn nhá, anh em nhìn này, anh em chờ tí, rồi, đây. Đến phần thưởng quà mùng đây là phần thưởng vòng 8 tháng 3 anh em ạ. Vòng 8 tháng 3 anh em nhìn này, nó sẽ được những cái phần thưởng bùa là một này. Giờ thiên thạch đinh thạch này, đại đinh hồn này, tiểu đinh hồn này. Anh em nhìn thấy là đại đinh hồn nó còn ra nhiều hơn cả ấy cơ. Tiểu đinh hồn cơ. Bái đài. Này. Một cái là được 2 triệu kinh nghiệm anh em ạ. Đấy. Úi trời ơi. Đây là những phần thưởng mà ăn từ event ra này.
ăn cái loại này, nhưng mà bên Vinagame hồi dầu to rồi, 96 thiên cang lệnh rồi, nhưng mà tôi ra được cả thiên môn kim lệnh chưa anh em thấy không, ra cả thiên môn kim lệnh nhá, 97 thiên cang lệnh rồi, này không còn x20 như cái event trước rồi, event này chắc là giá trị ít hơn được. Event mà vào 8 tháng 3 ấy, đúng rồi, gì nhỉ, bó hoa ấy, ngon hơn, bó hoa ngon hơn. Mắc binh 100 cái bùa rồi anh em ạ. Vài đài, thực sự. Rồi, 300 cái nữa anh em, nốc hết nào. Trời ơi, trời, anh em nhìn thấy không ạ? Anh em có nhìn thấy cổ linh thạch, cổ linh ngọc lên ráo rào không ạ? Rồi, xong rồi anh em, vừa hay đầy dương luôn, 344 cái quân công vinh dự anh em ạ. Ăn 4k event luôn. Đấy. Bây giờ thì rồi anh em ạ, đập cục này lên cộng 7 cho anh em xem nhỏ. Đây, đây lên cộng 7 luôn anh em. Hóa cao cấp nha, cao cấp luôn. Nó 25 cục này, đập xuống có 124 này. Đấy, cho anh em tiếp tục đập chay lên cộng 8 cho anh em xem này. Bữa lên 8 này, quỷ về không. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ nhận phần thưởng cuối nhá. Phần thưởng cuối á, chờ mình trước để mình shop đã, mình shop hết đồ đã. Thì cái này trong có hết rồi, cho nên là anh em cứ thoải mái shop đi, nhà có điều kiện rồi, không thích thì lại mua trong ngữ cát kiểu vậy anh em ạ. Và bây giờ thì mình sẽ nhận phần thưởng cuối của cái 8 tháng 3, cũng thế anh em ạ. Rồi, không biết là có reset không nhỉ anh em nhỉ, để bóng để mình nhận thử đã hoàn thành à, mình nhờ thử nha anh em nhá. Rồi, làm cái bao tiêu dòng ngọc để mình thử xem nó có reset không anh em ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua Dương Châu để xem bộ ngoại trang nó ngoại trang gì. Dương Châu City đã hoàn thành rồi anh em ạ. Đấy, ngoại trang lưu trong tủ áo rồi mà. Tủ áo nhỏ này, ái da. À, cái bộ ngoại trang này thì có cái gì đâu, âm hồn thì có cái gì đâu nhỉ. Bình thường anh em ạ, quá bình thường. Anh em nhìn tôi ép trang bị Thanh Long Tướng này. Chưa giám định anh em ạ, phải cái đấy. Trang bị chưa giám định, bây giờ đi giám định à? Bây giờ đi tìm giám định phù. Bên đây cấp 10 mà nhỉ. Thử ra chỗ chủ dược điểm giám định xem có được không nhá. Mình tấu hài thực sự anh em ạ. Thằng nào chủ tạp hóa chứ nhỉ? Chủ tạp hóa. Có lẽ clip của mình dừng lại tới đây. Cảm ơn anh em nhá. Không khác thì lại tìm to mày mò tìm hiểu về mấy cái linh tinh nữa cho anh em xem sau. Ngày hôm nay dừng lại tới đây anh em ạ. Dụng dương. Ok bye bye anh em nhá, hẹn anh em các clip tiếp theo. Đấy, có gì anh em nhớ để lại cho một like nhá. Cảm ơn người. Này, này chưa mod chuẩn xác rồi.